từ khắp bốn phương và chung ước mơ, ta cùng về đây mang niềm khát vọng, cùng vượt bao khó khăn, cùng sẻ chia trái tim chung niềm vui lớn. Tình yêu thiết tha hòa chung khúc ca vang dội trong tim, đây niềm khát vọng tuổi trẻ mang bao ước ao, rực lửa đam mê khát khao sống cho ngày mai. Music FC Football, một vòng anh ta xuân nữa sẽ chia niềm vui. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng trở lại với Music sau một quãng thời gian họ tạm nghỉ trong khoảng gần một tháng để chuẩn bị cho các trận đấu tại giải Lão Tướng Thủ Đô. Và sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì bây giờ thì chúng ta sẽ đến với trận đấu giữa Music và Vietinbank. Đây là trận đấu thứ 14 trong mùa giải của Music. Sau một quãng nghỉ một tháng vừa qua thì cuối cùng Music cũng trở lại với mặt sân 11 với những trận đấu trên sân Điền Kinh của thành phố Hà Nội. Chúng ta cũng sẽ rất nhanh đến với đội hình ra sân của các cầu thủ Music. Theo quan sát của chúng tôi thì họ đang có trong đội hình những cầu thủ như là đội trưởng Việt Tuân, số 92. Đứng trong khung thành sẽ là thủ thành Bi Sao Lai. Cùng với đó là các cầu thủ như Hoàng Kẹ, số 3, Tuấn Anh, số 14, Trọng Long, số 16, Nguyễn Hưng, số 21, số 90, Bóng, số 76, Huy Rams, số 69, Phan Hiệp, số 68, Danh Thế. Ở phía sau của họ thì có những cầu thủ
như là số 57 Hà Con. Vừa rồi đó là đường chuyền của Khánh Chóe, cầu thủ mang áo số 25. Ngày hôm nay thì Khánh Chóe đá ở vị trí trung vệ. Các cầu thủ góp mặt trong đội hình của câu lạc bộ Vietinbank đó là thủ thành mang áo số 01 Quân Điếc, người được điều động từ đội Music. Không được, không khó với thủ thành Ghi Sao Lai. Bên phía các cầu thủ Vietinbank thì số 99 đó là Bảo, số 07 Thắng, số 92 Đức, số 88 Sơn, số 79 Giang, số 6 Khuê, số 23 Hoàng, Lê Việt mang áo số 00 và Trần Việt mang áo số 02. Số 11 của họ đó là đội trưởng Tùng, cùng với đó là những cầu thủ như là Phúc số 19, Cường số 12, Phú số 08 và Mạnh số 37. Hai tiền đạo cánh của các cầu thủ bên phía Vietinbank vào lúc này đều là những cầu thủ tên Việt, số 00 Lê Việt ở hành lang cánh phải và Trần Việt đá theo cánh đối diện mà số 02 và cắt bóng tốt của Vietinbank. Lê Việt, vẫn là Lê Việt vượt qua được Khánh Chóe, rất khéo. Cú sút của Lê Việt đã bị ngăn cản. Xuân Trường là người đã theo sát với Lê Việt để bọc lót cho Khánh Chóe. Anh ấy đúng anh Tùng đấy, nhưng mà là cái gì Tùng? Hoàng Kệ. Pha lên bóng của các cầu thủ Music. Sẽ có một quả đá phạt góc được dành cho đội bóng áo đỏ. Chúng ta đang thấy là thời tiết tại Hà Nội vào lúc này là lạnh, đi kèm với mưa phùn. Mặt sân cũng không thật sự là đủ tốt để cho các cầu thủ có thể đá kỹ thuật, vẫn phải đá nhanh thôi. Sau khoảng gần một tháng thì cuối cùng Music cũng trở lại với sân Điền Kinh. Người sẽ thực hiện quả đá phạt góc cho Music đó là đội trưởng Việt Tuân. Đã có sự xuất hiện của số 90 bóng trong khu vực cấm địa của các cầu thủ bên phía Vietinbank. Việt Tuân. Cú đá phạt góc đã không thể đến được với đồng đội. Khánh Chóe. Vẫn là bài vậy bẫy Việt vị được thực hiện khá thuần thục đến từ các cầu thủ Music. Xuân Trường và mở bóng sang phải, đưa bóng vào, đó là tình huống đưa bóng của Hà Con. Không thể có pha xâm nhập thành công đến từ số 16 Trọng Long. Thời tiết vào lúc này là khá lạnh. Đá phạt góc theo nhanh và theo bài của các cầu thủ Music.
Việt Tuân. Liên tiếp là những tình huống nhồi bóng vào trong. Susa. Không khó với Quân Điếc. Mất bóng nguy hiểm. Chúng ta cùng xem lại tình huống mà các cầu thủ áo đỏ đã không có được sự kết nối ở phía sau. Còn trước đó là một cú dứt điểm từ xa của cầu thủ bên phía Music. Trọng tài sẽ cho các cầu thủ bên phía Vietinbank thực hiện lại quả ném biên. Phối hợp ở vòng ngoài. Trận đấu vẫn được tiếp tục qua thủ môn thôi. Bóng được đưa vào lưới. Tỷ số là 1-0 cho Vietinbank. Và làm bàn đó là của Trần Việt. Trần Việt đã vượt qua cả Bi Sao Lai. Tình huống mà các cầu thủ áo trắng đã phá được bẫy Việt Vị bên phía Music. Và tỉa bóng xuống rất tốt cho Trần Việt. Ở đó thì anh vượt qua cả Bi Sao Lai và dễ dàng đưa bóng vào lưới của các cầu thủ Music. 1-0 rồi. Music đã bị vượt lên trong trận đấu thứ 14 ở mùa giải năm nay của họ. Xuân Trường can thiệp tốt. Vẫn là Xuân Trường. Lỗi của số 23 bên phía Vietinbank. Người đã phạm lỗi trong tình huống vừa rồi đó là Hoàng, cầu thủ áo số 23. Và đá phạt cho các cầu thủ bên phía Music. Việt Tuần là người đã ập vào nhưng không thể có được pha bóng dứt điểm bóng hai. Xuân Trường hoạt động rất tích cực. Việt Tuần này thì Việt Tuần đang đá về cánh trái là nhiều hơn. Hà Con, các cầu thủ áo trắng đã dễ dàng ngăn chặn những tình huống của các cầu thủ bên phía Music. Bẫy Việt Vị từ khá xa. Đưa bóng vào. Xử lý của Khánh Chóe. Khánh Chóe đã thả bóng cho Hiệp Cóc, cho Hoàng Kệ. Trong đội hình của Music có Hiệp Cóc. Và lúc này thì Hiệp Cóc đang tham dự giải sinh viên toàn quốc được tổ chức với Việt Football. Anh đang là huấn luyện viên của trường ngoại thương. Khánh Chóe, hãy cẩn thận cái chân chóe. Hoang Kệ không thể có được một đường truyền về. Đi bóng. Anh Chóe đã dễ dàng lấy lại được bóng cho Music.
bóng đã đi hết đường biên dọc. Chúng ta thấy được là Music đã đẩy cao đội hình. Sau khi để thua 1-0 thì họ đã có những phản ứng đầu tiên. Vẫn là các cầu thủ áo đỏ. Hoàng Kệ đứng chuyển điểm rơi cho Việt Tuân. Bóng đã được phá ra. Việt Vị rồi. Ninh nhờ. Phan Hiệp sẽ là người thực hiện quả đá phạt này. Phan Hiệp treo bóng vào khó chịu. Việt Tuân. À con. Xử lý của Việt Tuân. Có được cú đánh đầu phá bóng đến từ số 6 Khuê bên phía Việt Tin Bạch. Trọng tài xác định sẽ là quả đá phạt góc cho các cầu thủ Music. Chính Trần sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc này. Việt Tuân lốt sốt. Cú ra chân cuối cùng của Hà Con. Vẫn là những pha phối hợp và cầm bóng của các cầu thủ Music rất cố gắng. Trọng tài đã thổi phạt cầu thủ áo trắng. Phan Hiệp đã tiến lên điểm đá phạt. Sút bóng. Đá khá khó chịu đến từ Phan Hiệp, người đã có cú sút xa thứ hai trong trận đấu này, nhưng cả hai lần đều không thể thắng được thủ thành Quân Điếc. Trận đấu vẫn được tiếp tục và hóa giải dễ dàng của Khánh Chóe. Hoa Kệ, Xuân Trường. Không dễ để có pha xử lý thành công đến từ số 14 Tuấn Anh bên phía Music. Hiệp 1 đã trôi qua được hơn 15 phút, tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía Việt Tin Bạch. Hoàng Kệ chơi an toàn. Anh Chóe. Thành Tùng đã việt vị. Thành Tùng đã không thả bóng
cho số 02 Trần Việt. Các cầu thủ bên phía Vietinbank vẫn để bộ ba mũi nhọn ở lại phía trên khá cao. Đưa bóng vào. Và mở bóng của Xuân Trường. Hoàng Kệ. Không thể có pha bấm bóng qua người thành công được. Vẫn là Music. Phan Hiệp đã chơi an toàn. Lại là Hoàng Kệ. Tiếng còi đã vang lên rồi. Việt Tuân là người đã bị thủ phạt. Trọng tài cho rằng anh có một tình huống tranh chấp không hợp lệ. Tài cũng đã rút ra một chiếc thẻ vàng dành cho Việt Tuân. Và xử lý tốt. Quá hay. Lại Việt Vị rồi. Music rất năng bẫy Việt Vị. Và lên bóng không thành công của Music. Vẫn là những giây phút mà các cầu thủ Music đang vây hãm. Hoàng Kệ. Bóng bị nảy vào một ụ đất. Xuân Trường. Thả bóng cho Việt Tuân. Trọng tài không thổi phạt cầu thủ phòng ngự bên phía Vietinbank. Và đỡ bóng không thực sự tốt của Lê Việt. Anh chóe. Hoàng Kệ. Khá nhịp nhàng. Chính chân. Cánh trái cho đến lúc này đang là hướng tấn công chính của các cầu thủ Music. Chính chân cùng với Hoàng Kệ. Tích cực dâng cao. Việt Vị rồi. Lỗi Việt Vị là của
Lê Việt là của Trần Việt, cầu thủ có chiều cao và có thể hình khá tốt. Hoàng Kệ, Chính Trần bám biển khá nhiều, vẫn là Chính Trần. Chính Trần và Xuân Trường đã không thực sự hiểu ý nhau. Xuân Trường đã không vội băng xuống vì sợ rơi vào bẫy việt vị của các cầu thủ Việt Tim Bạch. Hoàng Kệ khá hay, tôi chậm mất rồi. Điểm chạm đủ nhạy cảm của Việt Tuân. Tiếp tục là Việt Tuân, vẫn đang cố gắng xoay trở nhưng Việt Tuân đã bị vây quá chặt. Thành Tùng đã không thể mở ra pha phản công cho Việt Tim Bạch. Khá hợp lý. Xuân Trường không phải là cú sút xa, không đủ gần để đưa ra một cú sút. Đưa bóng vào. Vừa rồi đó là cú đá của Khánh Chóe. Vẫn là các cầu thủ áo đỏ. Việt Tin Banh bây giờ phải chơi phòng ngự thôi, nhưng họ có thể chờ đợi phản công. Không việt vị. Đưa bóng vào. Thanh Tùng, đủ thời gian, không gian. Thanh Tùng sút bóng. Sẽ có phạt góc cho các cầu thủ Việt Tin Bành. Cú ra trần của Văn Sơn, nhưng trước đó thì Thanh Tùng có phần đã quá nắn nốt. Và phản công tốt của các cầu thủ áo trắng bên phía Việt Tin Bành. Một tình huống mà Thanh Tùng đã có được một đường chuyền. Đồng đội của anh, đó là Trần Việt, đã băng xuống và phá được bẫy việt vị. Trần Việt cũng là người đã ghi bàn thắng duy nhất cho đến lúc này. Quả đá phạt góc của các cầu thủ Việt Tin Banh không khó với Bisalai. Và mở bóng sang trái dành cho Hoàng Kệ. Music lên bóng. Tiếp tục là Hoàng Kệ. Và đưa bóng xuống cho Chính Trần. Việt vị. Những cơ hội nguy hiểm nhất cho đến lúc này đều thuộc về phía các cầu thủ Việt Tin Bạch. Ok. Khánh Chóe. Ngoài nhiệm vụ phòng ngự ở vị trí trung vệ thì Khánh Chóe cũng là người thường xuyên có những khu vực, có những tình huống đẩy lên đá như một tiền vệ phòng ngự để là người phân phối và mở bóng đầu tiên, chia bài cho các cầu thủ bên phía Music. Tiếp tục là Việt Tin Bạch. Phá được bẫy việt vị nhưng tình huống đưa bóng xuống thì quá sâu.
Lê Việt không thể chuyền bóng cho Thanh Tùng. Phòng ngự tốt đến từ Khánh Chóe. Khá tốt, Việt Tuân. Tiếp tục là Việt Tuân. Việt Tuân đưa bóng vào. Sút bóng vào đâu. Hoàng Kệ, Việt Tuân là những người đã mở ra cơ hội cho chính Trần. Hoàng Kệ đã chuyển bóng rất nhanh để Việt Tuân thoát xuống với một khoảng trống mênh mông ở phía trước. Sau đó là một tình huống căng ngang rất vừa tầm, rất vừa tầm cho chính Trần. Quá đủ để Music có được bàn thắng gỡ hòa. Một tình huống mà chính Trần và Việt Tuân đã hoán đổi vị trí cho nhau. Việt Tuân xuất hiện bên hành lang cánh trái thay vì cánh phải như những phút trước đó. Và chính Trần là người đã đón lõng ở phía trong để gỡ hòa cho các cầu thủ Music. Thanh Tùng không việt vị. Lê Việt không thể vượt qua được Khánh Chóe. Hoàng Kệ đẩy bóng thông minh. Việt Tuân trả lại cho Hoàng Kệ. Hợp lý, Xuân Trường cần phải nhanh hơn. Chậm mất rồi. Trọng Long. Chính Trần rất cố gắng băng lên nhưng anh đã không thể vượt qua được Thế Bảo. Vẫn là Thế Bảo. Mất bóng rồi. Hà Con. Một tình huống chơi bóng chuyền trên sân bóng đá của số 23 Thanh Hoàng. Một chiếc thẻ vàng đã được rút ra là điều không phải bàn cãi. Như vậy là bên phía Vietinbank họ sẽ có những sự thay đổi người. Lê Duy Mạnh được tung vào sân. Cùng với đó là người đồng đội mà áo số 12 Cường. Cầu thủ bên phía câu lạc bộ Music đã không thể tận dụng được quả đá phạt vừa rồi. Và xử lý an toàn của Hoàng Kệ. Khánh Chóe cũng vậy. Dẫu sao thì Music ở những phút gần đây đang kiểm soát bóng tốt hơn. Việt Tuân đưa bóng vào. Ở tuyến sau là Hà Côn. Đây rồi. Không được. Việt Tuân đang thi đấu quá tốt. Và đưa bóng vào của Việt Tuân rất khó chịu. Có sự tiếp ứng của Hà Con ở phía sau. Nhưng thủ thành Quân Điếc đã cứu thua cho Vietinbank.
48 đấy. Giảm đi đi. Vừa đẹp vừa đấy thì cầm bờ kem. Đặt đây là cho nó tối xuống đi. Thôi đi ra cho tối đây. Bỏ đi. Được à? Sẽ là một quả đá phạt góc tiếp theo được dành cho các cầu thủ Music. Đưa bóng vào. Tiếp tục có phạt góc cho Music. Cầu thủ áo trắng đã phá bóng ra. Tiếp tục là một quả tạt. Đánh đầu! Quá hay! Phan Hiệp là người đã ghi bàn. Trước đó là một tình huống bật cao và đánh đầu ấn tượng đến từ số 57 của Music, Hà Con. Hà Con bật rất cao. Phần còn lại đối với Phan Hiệp thì là quá dễ dàng với một tình huống chạm vào bóng thôi là có bàn. 2-1 rồi. Music đã lội ngược dòng thành công ngay trong hiệp 1. Và đánh đầu phá bóng của Hoàng Kệ. Và ném biên sai luật của cầu thủ bên phía Vietinbank. Không Việt Vị, Lê Việt, gôn trống rồi, 2-2, lại là bộ đôi song Việt mang về bàn thắng cho các cầu thủ Vietinbank, Lê Việt và Trần Việt. Lê Việt là người đã thoát xuống, trọng tài không phất cờ, được chuyền quá dễ dàng để Trần Việt hoàn thành được cú đúp của mình cũng như là gỡ hòa cho các cầu thủ bên phía Vietinbank. 4 bàn thắng được ghi rồi. Lần nữa các cầu thủ áo trắng lại việt vị. Trận đấu vẫn được tiếp tục.
Hoàng Kệ cướp bóng tốt. Trong khi các cầu thủ áo đỏ vẫn còn đang phản ứng thì các cầu thủ áo trắng lại quá vội vàng. Hiệp 1 đã kết thúc. Không, như vậy không phải là... Hãy cùng chờ xem. Như vậy là hiệp 1 đã kết thúc. Tỷ số vẫn đang là 2 đều. Và chúng ta sẽ tạm nghỉ trong ít phút trước khi trở lại với hiệp 2. Tam bốn phương, hòa chung ước mơ, ta cùng về đây mang niềm khát vọng, cùng vượt bao khó khăn, cùng sẻ chia trái tim cho niềm vui lớn. Tình yêu thiết tha hòa chung khúc ca vang dội trong tim, đây niềm khát vọng tuổi trẻ mang bao ước ao, rực lửa đam mê khát khao sống cho ngày mai. Music chung ước mơ, ta cùng về đây mang niềm khát vọng, cùng vượt bao khó khăn, cùng sẻ chia trái tim chung niềm vui lớn. Tình yêu thiết tha hòa chung khúc ca vang dội trong tim, đây niềm khát vọng tuổi trẻ mang bao ước ao, rực lửa đam mê
Gì rồi? Gì rồi á? Tao hết một hiệp đâu? Hết rồi. 45 phút mà đã hết đâu, nhanh nhỉ? Người ta đến muộn, đá sớm trả sân. Chúng ta sẽ trở lại với hiệp 2 trận đấu giữa Music và Vietinbank, trận đấu thứ 14 trong mùa giải 2022-2023 của các cầu thủ Music. Kết thúc hiệp đấu đầu tiên thì hai đội đang hòa nhau với tỷ số 2 đều. Trần Việt là người đã giúp cho Vietinbank vượt lên, nhưng sau đó liên tiếp là những bàn thắng của các cầu thủ áo đỏ. Họ đã dẫn ngược lại 2-1 trước khi để cho Vietinbank gỡ hòa 2 đều. Nhìn chung thì các cầu thủ bên phía Music kiểm soát bóng tốt hơn so với Vietinbank trong hiệp đấu đầu tiên. Nhưng việc đã liên tiếp sử dụng bẫy việt vị khiến cho các cầu thủ bên phía Music để cho đối phương phá được và có được hai bàn thắng. Và lấy bóng tốt của cầu thủ bên phía Vietinbank. Khá hay. Trọng tài đã thổi phạt cầu thủ bên phía Music. Bộ đôi trung vệ Phan Hiệp và Khánh Chóe vẫn đang thi đấu khá ổn trong ngày mà họ đang phải vá vào những vị trí không phải sở trường của mình. Bissau Lai đã dễ dàng hóa giải. Tiếp tục đẩy bóng lên. Mất bóng rồi. Cơ hội cho các cầu thủ bên phía Vietinbank. Hoàng Giang đã việt vị. Một đường chuyền không thật sự vào nhịp của Duy Mạnh. Và cắt bóng tốt của cầu thủ áo trắng. Trong khe tốt. Bissau Lai đã kịp thời băng lên. Cầu thủ áo trắng thì cũng đã rơi vào vị trí việt vị. Đó là Trần Việt, người đã có được cú đúp. Và
chuyền nhanh của Việt Tuấn đã không thể thành công. Đưa bóng xuống. Không được. Cú dứt điểm bằng chân không thuận của Lê Việt. Đồng đội đã làm quá tốt nhiệm vụ mở ra cơ hội cho anh. Nhưng đáng tiếc, Lê Việt đã có một cú dứt điểm không thuận chân và bóng đi ra ngoài. Khá tốt. Quá hay. Đưa bóng sang. Cầu thủ áo đỏ không thể có được pha dứt điểm. Quần điếc trong ngày đối đầu với những người đồng đội trong màu áo của Music đang khiến cho các cầu thủ Music gặp khó khăn. Cơ hội cho các cầu thủ bên phía Việt Tin Bành rất trống trải. Cú chia về là như thế nào đây? Không vào. Đường chuyền chia về là quá hay của Hoàng Giang. Tiếc là đồng đội của anh lại sút bóng ra ngoài. Music đã thoát thua. Ở hiệp 2 này thì Hoàng Kệ đã nghỉ và đang đứng sát với cả đường biên để chỉ đạo các cầu thủ Music ở phía trong. Vẫn là một dáng vẻ rất nhiệt huyết đến từ Hoàng Kệ. Hoàng Kệ là một trong những người đã tạo ra một sự quy củ cho Music trong quãng thời gian họ hoạt động này. Lo cho các cầu thủ từ lịch thi đấu cho đến cả trang phục cũng như là hậu cần. Xuân Trường. Phạm Tuân. Phạm Tuân không thể vượt qua được hai cầu thủ áo trắng. Lần lượt những Việt Phúc và sau đó là Thế Bảo đã ngăn cản được Việt Tuân, đội trưởng bên phía Music.
Quả đá phạt góc sẽ được thực hiện bởi chính Việt Tuân. Việt Tuân. Bóng được phá lên. Khánh Chóe treo bóng chẳng. Đúng như vậy. Xuân Trường đã không thể khống chế được. Music đã sử dụng khá nhiều những đường truyền bóng, nhồi bóng vào phía trong. Văn Hiệp là người cắt bóng. Việt Tuân. Việt Tuân đang bị theo rất sát. Trọng tài xác định sẽ có ném biên cho các cầu thủ bên phía Vietinbank. Đưa bóng vào. Nguy hiểm. Đá rất khó chịu của số 90 bên phía Music. Một lần nữa chúng ta xem lại tình huống đưa bóng vào trở thành một cú sút của bóng. Bóng đã đập sang ngang. Vẫn là các cầu thủ Vietinbank, họ đang rất tự tin và khống chế tốt của Khánh Chóe. Việt Tuân. Trọng tài đã thổi phạt cầu thủ bên phía đội Vietinbank.
Phan Chóe. Khá tốt. Việt Tuân. Lại là Việt Tuân. Không đủ sức nữa rồi. Theo tình huống ngoặt bóng thì Việt Tuân cũng bị đuối. Phản công cho Việt Tin Bạch. Tốc độ là khá tốt. Lê Duy. Đó là Lê Duy Mạnh. Đưa bóng vào quá sâu. Bóng vẫn còn trong cuộc. Vẫn là Việt Tuân. Rất cố gắng. Và đưa bóng vào lại không thể đến với các đồng đội ở phía trong. Tiếp tục là Music. Có pha lên bóng sau khi họ đạt được lại bóng từ các cầu thủ Việt Tin Bạch. Trọng tài đã thổi phạt chính trận. Như vậy Trọng Long sẽ trở lại sân. Anh sẽ thay thế cho Việt Tuân. Dứt để mất bóng rồi. Hai đường chuyền liên tiếp đến từ vị trí của Thanh Hoàng đều không thành công. Và bây giờ là phản công cho Music. Ba đường chuyền liên tiếp rồi của Thanh Hoàng. Thanh Hoàng. Việt vị rồi. Lê Việt là người đã việt vị. Lại là một quả tạt. Bên phía Music thì danh thế cũng đã xuất hiện rồi. Trọng tài đã thổi phạt Lê Việt. Trọng tài ơi!
ta sẽ làm xong đâu. Đây là các em à? Đây là các em à? Em đang lắc đấy. Rồi, đúng chưa? Lúc đấy xong anh thì lấy ao rồi mình không thêm ai nữa trong thì còn 13. Sút bóng, không vào. Đó là dấu ấn đầu tiên của Danh Thế sau khi được tung vào sân. Danh Thế vẫn là một cây săn bàn nổi bật bên phía đội hình của Music. Lại một đường chuyền sửa lưng. Không biết vị Danh Thế. Quần Điếc đã vào đúng bóng. Tỷ số vẫn đang là 2-2. Hiệp 2 thì cả hai đội đều chưa thể có được bàn thắng. Đội bóng trượt. Một lần nữa chúng ta xem lại pha thoát xuống của Danh Thế. Đã là những phút cuối rồi trong cuộc đối đầu giữa Music và Vietinbank. Quần Điếc rất điệu. Xem chút nữa thì Quần Điếc đã để cho đối phương có được một quả đá phạt góc. Thank you.
đưa bóng vào. Một động tác thừa rất xấu, của không đẹp của cầu thủ bên phía Music. Một chiếc thẻ vàng đã được rút ra. Thẻ vàng đã dành cho bóng. Cầu thủ bên phía Vietinbank đã ra dấu thay người. Quả người quá hay, chuyền bóng cũng tốt. Việt vị. Cầu thủ bên phía áo trắng đã việt vị khá sâu. Lấy bóng khá tốt. Duy Mạnh. Vẫn là Lê Duy Mạnh. Tiếp tục là Lê Duy Mạnh. Qua được hai người. Bóng đã chạm tay của cầu thủ bên phía Vietinbank. Cơ hội đã trôi qua một cách đáng tiếc. Nguy hiểm. Bàn thắng thứ ba đã đến với các cầu thủ bên phía Vietinbank. Lần này thì đúng là Lê Việt rồi. Lê Việt đã có một pha dứt điểm rất gọn gàng. Bóng đi qua chân của Bisao Lai. Còn trước đó thì Lê Việt đã trừng phạt một sai lầm của Khánh Chóe. Khánh Chóe đã không chia bóng không tốt bằng chân không thuận. Và cơ hội đã đến với Lê Việt.
Huy Rams cũng đã xuất hiện trong hiệp 2 này và sẽ là người thực hiện và đá phạt cho các cầu thủ Music. Drums. Không cầu thủ áo đỏ nào tiếp cận được cả. Và chuyền bóng rất hay của Thanh Tùng. Lê Việt. Nhưng lại đệm bóng ra ngoài. Và đó cũng là tình huống khép lại trận đấu. Rất đáng tiếc cho các cầu thủ Việt Tin Banh. Nhưng chiến thắng 3-2 đã thuộc về Việt Tin Banh trong trận đấu thứ 14 ở mùa giải 2022-2023 của Music. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi để theo dõi trận đấu này, trận đấu giữa Music và Việt Tin Banh. Rất đáng tiếc cho Music, họ đã để thua một cách đáng tiếc với bàn thua ở trong hiệp 2 sau khi đã hòa 2 đều trong hiệp đấu đầu tiên. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Ôi, nghỉ thôi.